Sáng nay ăn sáng chưa ông Sáu ơi? À. Ăn sáng chưa? Chưa, uống ly cà phê rồi. Uống ly cà phê bà Sáu? À, uống ly cà phê một bình trà. Nó ăn mì gà, nó ấm lòng chiến sĩ rồi. Đứa bé nó giò. Ồ, có con gì đó. Con gì lưới nó kêu bực đó ông Sáu ơi. Ồ, ồ. Ôi ôi. Lâu lắm mới có đó. Cái này là làm cũng theo đúng ra cũng 9-10 ngày. Quá mừng. À, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, xin chân thành cảm ơn chị Phụng Xu là Việt Kiều Mỹ, một chú dấu tên ở chú Định là Việt Kiều Mỹ. Cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản và chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị, thì tiếp tục hành trình của Bùi Hồ. Hôm nay thì Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại xã Kiên Lương của huyện có mặt tại xã huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, và Bùi Hồ hôm nay thì tiếp tục đi theo hành trình của ông Sáu với bà Sáu để mà dỡ lúa. Thì ở lúc trước Bùi Hồ có đăng á thì Bùi Hồ đi theo ông Sáu với bà Sáu để mà đi đặt con cua cúm á, nhưng mà thất thu à. Thì tiếp tục hôm nay để quay cái hành trình này cho cô bác quý chị thấy biết về cuộc sống của những người ngư dân biển nói chung, và cũng như là cuộc sống của ông Sáu và Sáu nói riêng. Và trước mặt Bùi Hồ đó chính là ông Sáu với bà Sáu. Ông bà cụ năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi, nhưng mà hàng ngày vẫn lên đên với sóng nước như thế này. Thì rất mong video clip này sẽ mang điều gì đó ý nghĩa cho cô bác quý chị xem. Có mong cô bác quý chị đăng ký kênh ủng hộ cũng như là like chia sẻ để cho mọi người cùng biết nha. Sáng nay ăn sáng chưa ông Sáu ơi? À. Ăn sáng chưa? Uống ly cà phê rồi. Uống ly cà phê bà Sáu? À, uống ly cà phê một bình trà. Nó ăn mì rồi, nó ấm lòng chiến sĩ rồi. Dạ, bà Sáu ăn mì rồi, còn ông Sáu thì chưa ăn. À, ông chưa ăn, ông cà phê, ông ăn. Dạ, dạ. Ông Sáu có một chia sẻ một cái câu chuyện về cuộc đời mình, đó là lúc mà ông Sáu ngày nào á, người ta có tiền người ta đi uống cà phê, đi ăn sáng, còn ông Sáu thì chỉ uống trà hoặc uống cà phê thôi, là bắt đầu lao động cho đến 11-12 giờ trưa luôn. Hôm nay mình không có đem cơm đây ha bà Sáu ha. À. Tại vì mình đi gần. Đây là một cái chiếc xuồng mà đã gắn bó với ông Sáu, với bà Sáu cũng rất là lâu năm mà. Chiếc xuồng này mấy năm hả bà Sáu? Quá lâu. Phục cho người cái lên xe làm công lại nè. Mục hết rồi. Mục hết rồi, lên xe cái đất keo giờ mà phải nhặt keo, không mà keo nó cũng mục nữa rồi. Dạ. Thấy nó cũng bèo rồi. Đi chiếc xuồng này cảm thấy lo sao á? Con Sáu và Sáu này clip trước luôn rồi, quay chắc cũng có thổi cái lắm này ha. Dạ, con Sáu và Sáu đặt lúa mà lương nước cạn nên cô bác quý chị. Rồi bây giờ đã đến nơi rồi, và bây giờ đây là cái vách núi cô bác quý chị, và đây là những cái lúa ông Sáu đặt ở dưới này không sao? Ông Sáu lội nước hay là ở trên này? Trên này. Cái lú này thì ông Sáu đã đặt khi nào? 2 ngày rồi nè. Tính ngày qua kéo, hôm qua không kéo. Dạ. Vậy là ông Sáu không có lặn dưới nước giống như hôm qua à? Lặn nước ấy á, cực quá. Đi đập gặp á, rồi mới có lội dưới nước. Dạ. Cho con đeo này vô ấy ông Sáu. Ướt rồi. Không, ông Sáu rồi. Rồi. Chắc nó không ướt rồi. Ồ, kéo nặng lắm á. Cục đá bự á. Đá. Mấy cục đá đây lên này. Ông Sáu 64 tuổi mà còn khỏe ha. Trời ơi. Bị lao động giết nó quen. Mấy cục đá nó nặng lắm. Trời ơi. Con nghe nói hôm trước là con vô nhà ông rồi, bây giờ ông đã lấy đá về đủ không sao? Đúng rồi, mà còn chút trước này cũng chảy lên. Dạ. Chở đất thêm á. Dạ. Ông
chở cái này dông quá à, chở không được. Khỏi quá, khỏi giờ không có chở được. Cỡ gì ông đổ được mấy trăm ngàn nếu như trúng không sao? Có đâu. Bây giờ có 10 cái lú đặt đâu có nhiêu. Được 100 ngàn không bà sao? Được, có bữa được 100 ngàn, có bữa không có đồng nào trên. Có bữa 5-70 cũng có. Ủa có cá kìa. Có cá. Con mua 500 ngàn bán không? Mua hết 10 cái lú này. Bữa hổm mà ăn cá muống lần qua nó chua có ăn không? Ngon ngon bà sao? Ôi ôi nhìn. Con cá này cá gì bà sao? Đẹp. Thường ném hả? Ôi mình phải ngồi xa xa để nó văng 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 dơ lắm. Chừng nào có cá quay cho cô bác của anh chị xem. Hằng ngày thì ông Sáu với bà Sáu là vẫn hết đi đặt con bảy cúm thì đi đặt cái này. Đặt cái này bỏ ở đây. Đúng, bỏ ở đây. Rồi cái mình đi lấy đặt chiều nay 1-2 giờ mình đi đặt cái sáng mình lấy. Dạ. Sáng lấy đi đặt rồi chở lên cái lúng này nè. Dạ. Ồ vậy là công việc nó cứ xoay xoay miết à, đâu có không đâu. Đâu có không. Rồi về lúng này nó có gách là mình giá tối ngày luôn đó. Dạ. Tháo mời giá hoài cho rồi đi đặt mới giá được có 10 cây nè. Dạ. Còn nhà 10 cây nữa chưa giá. Bắt đi làm rồi không có giá được. Có tôm luôn hả bà Sáu? Ôi trúng ha. Hôm nay con đi đâu hết xui rồi. Ông Sáu đặt xong hai ông cháu mình đi lên gần nướng nướng ăn hay không sao? Ông Sáu ơi được không Sáu ha? Đặt xong bà Sáu ở nhà con hôm nay con với ông đi lên gần nướng ăn chịu không? Được được hả? Ngày nghe nói ngày xưa là ông Sáu thường đặt xong đi lên gần nướng đó hả? Nướng cá nè, ba cá này nè. Ồ con này con cá gì ông Sáu? Này cá đục. Còn con kia con này con nhum. Con nhím biển á. Nhím biển. Con cúm. Con cúm này lúc trước Bùi Hồn có quay á. Vậy là cái nó giả chết à. Đó, mình cầm lên là nó giả chết à. Nó hay lắm. Làm cái nghề gì cũng không có nghề nào khỏe. Nhưng mà làm cái này giúp nó quen, làm để mình có sức khỏe gì đó. Dạ. Là có nặng á. Nhưng mà con lấy cực quá à. Cô bác của anh chị biết không, cái lú này là kéo ở dưới nước lên nặng lắm á. Nó không có đơn giản đâu. Và theo chia sẻ thông tin của bà Sáu là làm đặt một ngày, hai ngày là phải dỡ lên, phải giặt lại. Không giặt thì cá nó không có chạy. Mỗi một cái lú như thế này là mua nhiêu tiền không sao? Mua lú cũ của ta hay bà Sáu? 70 ngàn cái. À. Rồi gọi đồ đó cho triệu nữa đó. Dạ. Hai mấy cái nó để nhà đặt có 10 cái, còn nhà một mấy cái. Dạ. Đấy, cũ lúa mới cho 300 mấy à. Ồ, có con cá gì kìa. Con muốn làm được qua đó. Cá này nướng được không sao? Nướng được. Cá đang béo. Ồ, nó dằn. Dằn luôn. Nói chung là đi theo như thế này thích lắm. Ồ con cá biển. Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu. Cá bóng bú nè, cô bác quý anh chị thấy không? Cầm nghe nói cá này nó chích nhất đó không sao? À. Không nhất hả? Ồ ồ. Ôi ôi. Cá này tao mua để đâu ông Sáu cầm lại cho con coi với ơi. Ông Sáu ơi. À. Cầm lại cho khán giả coi với. Con nó nhỏ mà. Rồi quá đã luôn, lát đi nướng nghe ông Sáu ha. Để ngày xưa là tại sao ông thích lên gần ông nướng là sao ông Sáu? Bởi vì không có đồ ăn. Không có đồ ăn. Rồi cái mình bắt cá này nè. Dạ. Rồi cái mình lên cái mình nướng. Nướng lên trên núi này luôn hả? À, bẻ củi nướng trên núi á. À. Xong là cái chín rồi cái ăn. Lát nữa là xong là hai ông cháu mình đi luôn ha. Ừ. Đi với bà Sáu luôn được đó, ba người. Đúng rồi, vậy mình đâu có đem gì theo đâu chấm ăn.
Mình ăn không với bà sao? Đó đi đem muối. Muối ớt theo. Dạ. Muối ớt cái chanh cái nặng. Láng mình xin muối ớt mình đem theo ha. Ừ, muối ớt cái nặng chanh được ngon lắm. Những cái thật ra đi đối với cái điều kiện đi của Bùi Hồ như thế này nè thì cho dù là có tiền cũng không có được đi để mà cùng với ngư dân, cùng với ông Sáu, với bà Sáu như thế này. Mà đối với ông Sáu, bản thân ông Sáu, bà Sáu á thì công việc chính á chủ yếu là để mưu sinh hàng ngày kiếm tiền thôi. Mình đi thì mình quay phim như thế này khỏe, nhưng mà cảm giác ông Sáu kéo lên á, cái cơ tay của ông Sáu đều gồng lên, gồng lên rất là nặng luôn. Và phải có sức lực lắm làm mới được, chứ không phải là làm được đâu. Mới vô làm không quen là bị mấy con hào nó bám vô đó nữa, phải không ông Sáu? Mấy con hào đá đó. Mấy con hào bám vô cái lưới đó, có đôi khi là bị cắt cái tay mình, đúng không ông Sáu? Lúc trước con có kéo một lần là nó bị ấy hết à, nó bị tay con nó bị cưa hết rồi à. Anh đấu theo dành này nè. Dạ. Mình nãy nắm cái lên cái đầu cái cô biển thôi, đất lục cho hộ ăn tới. Hôm nay thì sau 6 tháng thì gặp lại ông Sáu với bà Sáu vẫn vui vẻ. Vẫn mà càng ngày ông Sáu thì chắc có lẽ là vì dịch bệnh lo nhiều quá nên ông Sáu bị gầy hơn tí xíu. Con cá đó cá gì ông Sáu? Cá nào? Con cá trắng trắng á. Cá này à? Dạ. Cá này kêu tao kêu có mớm. Có mớm à. Nó bị mớm mỏ hả? À nó bị mớm ở dưới này hả? Tao kêu có mớm. Dạ. Nãy giờ thì nhiêu đây thì ra chợ mình bán khoảng chừng nhiêu tiền hả? Có tiền đâu. Nhiều đó, có tiền. Cá này là cá đếm không sao? Cá hường đếm. Cá hường đếm nè. À, tại vì con thấy có đếm nè. Con thấy có đếm á. À. Nè con cá này có bú con nè. Như con là ông kêu con là hồ đen. Mũ con nè. Mũ con. Mũ con ăn thịt nhiều không? Thịt nó cũng như thịt này nhưng mà nó ít hơn vì nó nhỏ. Dạ. Nhưng mà cá này ta nuôi với cá này ta nuôi mà. À. Ta mua ta đã hầm đó. Dạ. Con nước... nhỏ đó thì 5.000, con lớn thì được 10.000. Nuôi nước nước mặn luôn không sao? Mặn rồi nè. Đóng gơi lại thì cái việc mà ông Sáu với lại bà Sáu mà làm cái công việc là vừa đặt cúm với lại đổ này á là mỗi ngày thì khoảng hơn 100.000 thôi, thì cho sinh hoạt của cả hai ông bà cụ với lại một đứa con ở nhà. Đây cũng tương tuổi mình đó ta. Khỏe hơn nhưng mà sức lực người ta không có thôi, làm việc nhẹ đâu có là sức lực. Bây giờ cho ông Sáu không, Sáu chịu không? Đói, đói luôn. Ở không là đói đó. Đói hả? Ừ. Ông Sáu đâu có bằng ruộng đất gì đâu đúng không? Không. Ở không là đói luôn. Ở không là đói đó. Nhưng mà giờ, bây giờ cho ở không có tiền chịu không? Chịu à. Không có tiền chịu. Ở không có nghề gì nhẹ nhẹ mình làm cũng được. Dạ. Dạ có cái gì nhẹ nhẹ mà chọn. Chắc ông Sáu làm chừng năm nay 64 thì năm ông Sáu làm chừng 70 là về hưu là hết nổi rồi. Bây giờ mà còn hết cũng nổi thì năm nay đúng rồi đấy. Rồi có ai nói nghề với ông Sáu không? Con của ông Sáu á. Có ai nói nghề đâu. Dạ. Có thằng Út nó làm học rồi. Ơi. Cuộc sống của người miền Tây vẫn còn đó khá là nhiều vất vả. Nãy giờ mấy đú rồi sao? 4 cái à. 4 cái mà ở đây nhiêu cái bà sao? Đây có 10 cái nè. 10 cái. Cá ngát gì đó? Cá ngát. Cá ngát là một thủy quái của biển á. Ừ. Con cá mặt quỷ phải không?
cá được cảm ơn hết. Không, con coi con cá này trong nhà hàng bán mắc lắm á. Dạ. Có. Mà con ra biển con ăn con cá là lạ thôi. Con cá này không sao chia sẻ là con cá mang ếch. Cái mang nó giống ếch vậy. Ui. Có người ta thì kêu nó hai cái tên nè. Dạ. Tên cá ba gà. Cá này là cá bóng mú. Mấy con này nướng ăn ngon đó. Thôi con cá nhỏ xíu này mình thả nó đi hả? Đâu sao? Con mú đó để mình bán người ta nuôi. Dạ bán nuôi ha. Chết là thả đi thôi. Ây da. Con gì nữa không sao? Dạ. Ông sao biết không, ở ngoài những cái cô chú anh chị ở nước ngoài á là có nói với con á là thả luôn không sao? Thả đi. Là mấy cái con mà nhỏ nhỏ không sao? Người ta thả. Ở ngoài nước ngoài có nghe đài nói nó là có kích thước lưới. Dạ. Một hai những ghe cào biển đó, của nó đó. Dạ. Nó có kích thước của nó trời. Dạ, đo là con đủ kích cỡ ta mới bắt, còn không đủ là ta thả lợn. Thả lại. Đừng cho mai mốt ta bắt tiếp không sao? À, còn nếu mà ai cố tình bắt bán là ở tù luôn. Nó đại thì nó nói vậy thôi chứ mình đi nó đâu có vô đâu mà ăn gì. Nhưng mà con không thích những người mà chích điện nha. Chích điện là nó tuyệt chủng. Dạ. Vì chích điện đó là nhà nước mình cũng có là nói mai cho nó chính quyền địa phương. Dạ. Nó không có làm theo. Tại vì chích điện là nguồn thủy sản nó chết đó, là có những cái con mà mình bắt ăn không được đó bà sao? Dạ. Nó vẫn bị điện, nó vẫn không sinh sản được hoặc là nó chết luôn. Chết luôn. Bởi vì đó là cái nguồn chích điện là nguồn diệt chủng. Không còn gì nữa. Như hôm qua, cái con đó con nhum. Nhum biển. Nhum đó thì nấu cháo ăn là hết sảy luôn á. Hoặc là nướng mỡ hành. À, nướng mỡ hành nó ấy ra. Dạ. Béo lắm á. Dạ. Con nhum đó mà không biết thì cái nó mình không biết cầm nó thì nó sẽ cắn, nó sẽ đâm cái tay mình nhất lắm á. Dạ, nó bén lắm. Bén nó bén vô, đụng vô, đâm vô là đầu nó nhảy đó. Nó bén nó giòn. Ồ, có con gì á. Con gì lưới nó kêu bực không sao rồi. Cảm ơn hết. Con gì không sao? Cảm ơn hết. Dạ. Ôi trời 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 trời. Bữa nay đói rồi. Nay đói nữa rồi. Nay đói, tắt thu rồi. Cám ăn hết với tép. À. Cám ăn hết loại gì đã vậy á. Còn là hải sản mà đối với những người mà cô chú anh chị mà ở vùng nước ngọt á, và đặc biệt là các tỉnh như Đồng Tháp, Long An thì Đồng Tháp, Vĩnh Long mà chỉ đi du lịch ăn hải sản thôi á thì ít biết những cái con cá này lắm. Chỉ con cá này chỉ những người dân địa phương ở đây mới biết thôi. Đó, đó. Con cá mà đắt tiền nhất là mình từng trước giờ ông từng đặt là con cá gì không sao? Nó vô nhầm con cá ngát thì bán có tiền nhiều chút, cá ngát bự quá. Dạ, con cá này là cá đói hả? Cá đói. Con cá này nó ốm mà nó giống như cá linh vậy. Nó đói. Nó đói nên nó dày thòn à. Đói thì nó ốm rồi. Dạ. Con cá này là cá gì mà sao? Ông sao? Cá đục. Đục, toàn cá quý dạ. Đồ. Có thảm thấy đi mà gặp mà ông xéo có thảm như có thảm như là bồ mừng 60 cái đó nát. Ôi ôi. Ừ. 2.100 kg. 100 kg là bán được nhiêu tiền? Ký có 30.000 à. Được 3 ký 30.000, 10 ký 300, 3 triệu. 2.100 kg á. Dạ. Được có bữa đó.
được có 2 ngày thì nghỉ tới giờ luôn. Là sống qua mùa dịch luôn. Không, không trả lời. Không trả lời. Cho nó xanh đi luôn. Quá trời phát gạo rồi. Thấy nó phát gạo rất đô. Rất gạo, hột vịt, rồi rau, tải, đủ thứ. Cho tới trong đồng mua rau rồi luôn mà. Dạ. Cho tới vườn. Thì dịch bệnh thì mình ở không có mạnh thường quân hỗ trợ thì mình sẽ kết nối mạnh thường quân để mà hỗ trợ cho bà con. Mà cái đó nghe nó chạy đi thành phố rồi đó. Dạ. Đi thành phố rồi ở quê nữa. Nhiều nơi kêu hồ thấy chú bọc hồ ơi. Thân sách lên xe luôn, không cho ông bọc nào hết. Thấy mát quá chút đâu, rất mừng. Cái lũ này thì ít cá rồi. Ờ, cá thôi, mấy con tép. Được mấy con tép thôi. À. Kéo vậy nặng tay lắm. À. Có con cá gì á? Ồ, cá lạ nữa, cá sao. Ừ, cá sao. Cá thu sao. Cá này là cá thu sao. Lúc trước đi Sóc Trăng thì con có gặp con cá này nè. Cá này tôi kêu của bóng sao. Bóng sao. Ừ. Nó nhìn cái bóng. Con cá này nó rất là nhanh luôn á. Con cá này nó nhanh lắm. Ừ. Nó lội lội đào hang sâu lắm. Ừ. Nó được nhiều bóng mắc tiền á. Dạ. Có được cái lú này thì chỉ được mấy con tép thôi. Mấy tép. Gần như tới này rồi, khi nào ông mới đặt lại không sao? Cũng rồi đặt lại. Cũng rồi đặt lại luôn ha. Đặt này cũng kéo giờ nào kéo. Đặt có khi nào mắc lú không sao? Cũng có. Có mắc lú hết trơn đó. Đâu phải dám mà mua lú mới gì đâu. Mà mua lú mới mình đâu có tiền nữa. Dạ. Mới lú cũ mà còn bị mắc. Đó là những cái chiếc ghe cầu cầu hợp nghêu người ta nuôi á. Thấy cái vùng biển Kiên Giang này còn rất là hoang sơ và đặc biệt là ở huyện Kiên Lương. Kiên Giang chỉ có huyện Kiên Lương là giàu tài nguyên. Dạ. Nguồn thủy sản còn. À. Kéo lên rất nặng, cô bác của anh chị thấy cái tay của ông Sáu gồng lên không? Mỗi lần lên là có nậm cái à. Rồi xếp đây. Cho ông Sáu đổ. Cho anh để đặt cái kia ra. Con cấm. Con cá đó cá gì không sao? Cá nè. Cá lưỡi trâu hả? Cá lưỡi trâu. Mới dục á. Cá mới dục là cá mà hết. Dạ, con cá này nhỏ xíu nè. Cá này làm cảnh là đẹp ghê á. Thả nó lên cho nó. Dạ. Nhưng mà cá đó làm cảnh đẹp đó, mình phải có oxy nước cho mẹ. Dạ. Có oxy nó mới sống. Dạ. Thì trước tôi cũng thử nghiệm thử thôi. Mỗi con bự vậy nè. Rồi mình gặm nước mặn này nè. Nó sống. Sống đều không có lâu.
còn có oxy rồi nước nó chảy điều hòa của nó sống rất lâu. Vì là gần 10 cái đó không sao? Đó, còn cái nữa hết rồi đó. Wow, 4 cái vậy. Tới lần đó đó không sao? Không. Wow. Mỗi lần mà một cái đú như thế này túm gọn lại có một miếng là bình buồn lắm rồi. Yeah. Đây. Đó. Trời ơi. Dạ. Này này ở miền Nam thì gọi là kho khô. Đúng, kho khô. Ờ. Con cá đó thả không sao? À. Con cá đó là bự không? Nó kích cỡ nó lớn không sao? Nó cũng không lớn gì vậy. Nhưng mà mình ít làm gì ăn được ha. Con Sáu thường leo lên tới núi trên đó luôn hả? Leo đường đẳng à, leo lên hút phân dơi. Hút phân dơi hả? Ờ. Để trồng cây hay gì ông Sáu? Ông Sáu là lấy đá ở đâu? Lấy đá ngoài, chỗ lấy đá ngoài đó. Là để lên xuồng này chở đây. Chở đâu có nhiều. Còn phải chừng xuồng còn mã 2 tắc nữa mình đi về. À. Bắt sáu có gió gì đâu nhắc chở. Những người mà người ta có tiền thì người ta những đi cái chiếc tàu lớn. À. Chiếc tàu đó mắc tiền không sao? Ờ, đó mắc. Mấy trăm đó. Dạ. Muốn lắp teo cả 2 triệu mình còn không tiền cũng mua nhiều. Tính lắp keo cái xuồng này mà chưa có tiền lắp à. Dạ. Đi hoài thì nào có tiền tính. Nào làm nó khá khá rồi đầu mới mua keo lắp. Tháng này mà nước đổ quá à. Nước đổ là nước cho mà thấy nó đổ ra nước của ngọt pha chè. Đó là những cái chiếc xuồng lú đó cô bác anh chị giống như Sáu, nhưng mà nó kéo bằng máy không sao? Kéo bằng máy. Dạ, đây nè. Kéo bằng máy đó. Dạ. Đây là kéo bằng máy hết trơn à. Chào anh. Đó luôn chưa đặt cái máy rồi bỏ bỏ lại đấy. À. Đó đúng mới ra đó hồ. Dạ. Mấy người đó không sao quen hả? Hả? Cái này là trang điểm ngoài mình đó. Dạ. Ờ. À. Ờ lúc đó tại mình đập á. Mà ngoài đập không có là chạy vô đây tôi đập á. Mấy người đó đập ngày nhiều khi chúng ta chục triệu đó. Nhìn lại chiếc xuồng người ta bự, nhìn lại chiếc xuồng mình nhỏ ghê. Cái đó là đập có nghe rồi đó đó nghe. Dạ. Đập tích. Nghe tích tích rồi ngon ngon không á.
tròn 7 á. Cậu lần này chút chưa lại tròn 7. À chiều là lợi đậu lần đó hả không sao? Cậu cũng 9-10 chiếc kìa. Giữ lúa á. Cậu nó giữ lúa á. Dạ. Này nó cũng cuốn nữa nè. Cuốn nó chân của ta đó, lúa mới á. Vậy là hết rồi. Còn con cá nó bự đó là kéo lên căng nè. Hết rồi mà có được nhiêu à? Như này cô bác của anh chị. Cơm cá bóng sao, cá bóng mú, con cá đầu ếch không sao? Mang ếch. Con cá đối, cá nâu, con tép. Nó kêu quay qua ghe nó có chiều đi quay theo quay. Dạ. Để bữa nào trải nghiệm với mấy ông đó một đêm ơi. Ăn đi theo ổng ấy rồi quay được kia. Dạ. Ôi hết rồi. Trời ơi trời. Cục đá đó con cầm bữa coi nặng không sao? Cầm thử coi. Nắm này nè, nắm này nè. À, cục đá này đâu có 5kg á. 5kg là hết hết. Dạ. Cái đá gì chứ, đó thì mình chứ nó ấy nó nặng. Nặng ghê luôn á, sức mồ hôi luôn, sáng khỏi tập thể dục luôn. Rồi con cá kia chết rồi. Vô bị mấy cua nè, nó khẽ. Rồi thả luôn. Rồi vậy là mẻ này nhiêu tiền? Mẻ này được mấy chục. Bán cho người ta ăn được mấy chục. Mấy chục ngàn hả? Rồi, được 20 ngàn. Dạ. Bữa đâu? Bữa vô luôn ha. Nguyên chậu thả ra đi. Nó bây giờ thì bắt đầu cái hành trình thả ra. Thả xuống rồi bắt đầu một ngày mai mới thăm lại. Cô bác của anh chị thấy cái cuộc sống không? Vất vả lắm. Bây giờ con mua hết này bán không? Mua sao? À, mua bán nhiêu? Không? Mua nhiêu? Hải giá tao bán không phải không bán đó. 50 ngàn. Hải giá bán không phải. Ở đây thì rất là nhiều loài cá lạ luôn. Mình không biết nhiều á. Con cá này là con cá mang ớt. Cá này là con cá bóng bú. Con cá này cá hường đốm. Con cá này là con cá. Cá này là con cá. Con cá này con cá gì quen quen mà sao? Cá đù. À, cá đù đù. Đù đù. Con cá này người ta làm khô cá đù đúng không? Rồi, bây giờ đi. Cái mục đích chính của hôm nay Bùi Hồ đi quay cho về cái cảnh ông Sáu và Sáu. Thấy cho cô bác quý anh chị thấy là cái tuổi già, mặc dù là tuổi đã về hưu rồi nhưng mà vẫn còn đó một cái nỗi lo đối với cuộc sống mưu sinh của mình. Và hôm nay thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đại diện cho Mạnh Thường Quân để mà chia sẻ một phần nào cái cuộc sống khó khăn của ông Sáu và bà Sáu. Bây giờ thì con sẽ đại diện cho chị Phụng Xu ở Mỹ á, không sao? Với lại chú Định là về cửa Mỹ, gửi cho ông Sáu với bà Sáu 1 triệu. Chị Phụng Xu gửi trích quỹ của chị Phụng Xu gửi 500. Rồi trích quỹ của chú Định, một Mạnh Thường Quân dấu tên ở Mỹ, gửi cho ông Sáu 500. Với tay mặt gia đình cảm ơn nhà thằng Mạnh Thường Quân ha. Tôi thành thật vui mừng để cảm ơn các chị với mấy chú. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Nhiều. Hôm nhiều trước thì à, con cũng đại diện hôm trước thì có Bùi Hồ có tặng cho ông Sáu và bà Sáu đại diện cho chú Kevin Trần tặng được một cái đèn, với lại dạ, chị Nhật tặng được một hộp thuốc để phòng cảm lạnh. Bởi vì hộp thuốc đó tôi uống thấy cũng đỡ. Dạ. Đỡ nhất á. Dạ. Bệnh nhất sẵn mà. Ờ cái đó uống hay đó không sao? À. Dạ.
Thôi mà cũng lâu lắm mới có đó. Cái này là làm cũng theo đúng ra cũng 9-10 ngày. Quá mừng. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân, xin chân thành cảm ơn chị Phụng Xu là Việt Kiều Mỹ, một chú dấu tên ở chú Định là Việt Kiều Mỹ. Cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản và chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là để cho ông Sáu đặt hết cái lú này xong mấy chú cháu sẽ lên lên núi để mà tái hiện lại cái cảnh cho mọi người xem ha. Rồi, thả xuống. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau cô bác quý anh chị.